Hello, xin chào mọi người. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại phòng kỹ thuật laser. Và đây là một vị khách hàng vừa thực hiện một ca laser phun môi xong và chị đang xem kết quả. Thì chúng ta sẽ cùng đầu tiên sẽ là giao lưu với chị một chút và hỏi cảm nhận của chị nhé. Em chào chị Hằng ạ. Chào em. Chị ơi, chị vừa thực hiện laser hút môi tại DK xong ấy, thì chị có thể cho em xin một chút cái nhận xét của mình được không ạ? Nói chung là chị thì chị thấy là sau lúc đầu nó đã khả quan hơn rồi. Tức là đầu tiên thì môi của chị nó mới có mấy cái chỗ viền viền ấy. Nó hơi bị giam phun qua khỏi cái phần môi của mình ấy. Vâng ạ, bị phun môi tràn viền cũ đấy. Thì bây giờ làm các bạn làm mấy phút thì chị thấy đã xử lý được khá nhiều đấy. Mà đây là một lần duy nhất đúng không ạ? Cái này hình như phải làm thêm lần nữa chứ nhỉ? Vâng, thì mình sẽ làm xử lý thêm một lần nữa thì mình sẽ được cái kết quả mà như mình mong muốn hơn và cái nền môi thì nó sẽ trở về trong nhất có thể để mình chuẩn bị có một đôi môi mới hơn chị ạ. Thì như trường hợp của chị là mình bị tràn viền cũ hơn chị và phần khóe miệng và phần viền môi thì cũng sẽ bị bết mực. Thì em xin phép chị Hằng là em sẽ cho các bạn xem cái hình ảnh ban đầu của chị khi đến với DK nhá. Thì đây là hình ảnh ban đầu của chị Hằng khi đến với DK. Thì chúng ta có thể thấy là môi của chị Hằng có vấn đề là phần viền bết mực rất là rõ. Và đặc biệt ở phần môi dưới của chị thì do chuyên gia đi mực thì không được chắc tay và phần viền môi của chị bị tràn viền rất là nhiều. Đó ạ. Và đây là kết quả sau khi mà chị đã thực hiện hút môi tại DK xong. Thì chúng ta có thể thấy là môi của chị trở nên trong trẻo hơn rất là nhiều. Em nhờ chuyên gia gạt giúp em môi của chị Hằng một chút nhé, để cho các bạn xem được rõ hơn. Chuyên gia có thể phân tích kỹ hơn một chút về tình trạng môi của chị Hằng được không ạ? Lúc nãy trước khi mà xử lý cho chị Hằng ấy thì như mọi người đã nhìn thấy rất là rõ này, gốc mực của chị Hằng nó có chứa tạp chất nên nó bị xỉn, nó có trì, nó xỉn, nó làm cho cái màu nó bị xỉn và cái phần viền thì nó bị bết mực, vừa bết mực vừa tràn viền. Đây mọi người đã nhìn thấy rất là rõ đây. Và sau khi mình xử lý một lần thì cái đôi môi của chị Hằng nó đã trở lại rất là trong trẻo rồi, gần như là sắp hết mực để mình có thể làm mới. Chị Hằng ơi, thì chị có thể cho em nêu cho em một cái chút cảm nhận của mình là trong cái quá trình hút laser ấy, mình có cảm thấy đau rát hay khó chịu quá không ạ? Thực ra thì nó cũng hơi một chút rát em ạ. Là hơi châm chích đúng không chị? Hơi. Nhưng mà chị thấy là để mà mình có được một kết quả như này chỉ sau một lần thì nó có xứng đáng không chị? Thì tất nhiên chị thấy cũng ổn. Bởi vì là nó cũng hơi rát, chỉ chịu được một lúc thôi là xong. Nó không vấn đề gì ghê gớm cả. Thế chị có thể có một lời nói nhắn nhủ cho chị em có động lực đi làm đẹp hơn được không ạ? Nói chung là nếu mà vì sắc đẹp thì chị khuyên mọi người cứ nên làm. Bởi vì nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi, không có gì mà mình sau này mình lại được một cái môi mình ưng ý. Lúc đầu chị cũng có vẻ không được thuận lắm, nhưng mà thấy các bạn thuyết phục mà khi chị làm xong chị thấy ok thật. Có nghĩa là mình đã được xua tan thì cái nút chứ lúc đầu là chị cũng hơi chần chừ đấy. Thì em tin chắc là chị Hằng cũng đang rất là mong muốn để mình có được cái đôi môi mới hoàn hảo hơn đúng không ạ? Đúng rồi. Thì với lòng tin của chị Hằng với DK thì em tin chắc là DK sẽ mang lại cho chị một kết quả như ý chị ạ. Em cảm ơn những chia sẻ của chị Hằng nhá. Và đấy là Và đấy là những chia sẻ thật nhất từ khách hàng vừa thực hiện hút laser tại DK xong. Vậy nên nếu mà bạn nào mà đang có vấn đề gì về mày môi mí hay cần được tư vấn hay thắc mắc gì thì hãy inbox cho fanpage của DK để được tư vấn tốt nhất từ chuyên gia nhé. Và cùng chờ đợi cặp môi cuối cùng của chị Hằng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.